Yes! Goal! Atalanta! His joy, his goal. He steals the moment. Free kick. Chào mừng các bạn đang đến với kênh Tuấn Đẹp Football. Các bạn đang xem màn thể hiện của Scamacca và mình với các bạn sẽ đi tìm hiểu một chút về con hàng Scamacca này nha các bạn ơi. Ở 1m95, 24 tuổi và thuận chân phải. Cầu thủ người Ý đang đá cho câu lạc bộ Atalanta tại Serie A. 1m95, 24 tuổi, một cái chiều cao hơn cả Ibrahimovic các bạn ơi. 4 trận 4 bàn thắng cũng như là 1 kiến tạo, một cái hiệu suất là bàn tương đối là tốt của Scamacca. Scamacca 24 tuổi đang là một cái độ tuổi rất đẹp của cầu thủ và nặng 85 cân, 1m95 và nặng 85 cân và đang là phong độ form A luôn của tuần này. Style chơi đó là target man và AE nó là sút xoáy này. Over 96, nhận thức tấn công 91, dự bóng nhanh chân 82, dê bóng 75 và kiểm soát bóng nhanh chân 80. Chuyển tốc 64 và chuyển bóng là 67, dứt điểm 86, dứt điểm ở mức khá. Đánh đầu 81, chiều cao tốt cộng với khả năng đánh đầu tốt nữa. Quá khủng khiếp, đá phạt là 72 và độ xoáy là 75. Độ xoáy không cao và đá phạt cũng không cao. Tốc độ 78, tốc độ cũng không được quá nhanh, tăng tốc 81 thôi. Và lực sút là 86 này, lực sút đủ dùng, bật nhảy 79, bật nhảy ở mức khá, tranh chấp 86, tranh chấp ổn. Thăng bằng 76 và stamina có 75 thôi. Nói chung thăng bằng với stamina ở mức trung bình khá thôi. Tần suất sử dụng chân không thuận là thỉnh thoảng, độ chính xác bình thường, form tuyệt chuẩn và kháng chấn thương là thấp này. Bộ skill của Scamacca có Mason Tan, xoay con pa. Skill về hitting đánh đầu, skill về cứa nòng, nong răng cứa nơ, dứt điểm tư thế khó, hay là sút một chạm, hay là skill về thay người, super sát. Các bạn có thể add thêm một số những cái skill khác cho Scamacca nhé, như là double toot này, những cái skill về sút, skill về chuyền. Trận đấu này thì mình sẽ xếp Scamacca đá trong sơ đồ 4-2-3-1 và đương nhiên rằng Scamacca sẽ đá vị trí cao nhất trên hàng công. Cả một team Messi cùng với đội tuyển Argentina. Scamacca đã cùng với Atalanta vô địch cúp C2 Europa League khi mà đã đả bại Leverkusen, một đội bóng rất xuất sắc của huấn luyện viên Xabi Alonso trong trận chung kết vừa rồi. Đây là Scamacca, một pha cài người quá hợp lý của Scamacca đã có bàn thắng cho Scamacca trong trận đấu ngày hôm nay. Xin mời các bạn xem lại tình huống làm chậm này. Một đường chuyền kiến tạo quá hay của Rafael, sau đó là một pha cai người và đánh lừa hậu vệ tim bạn và một pha đệm nòng tương đối là chính xác của Scamacca. Scamacca đã có một pha làm bàn rất tốt trong tình huống vừa rồi. Đây là Kahanoglu cướp bóng thành công, BDGG không được. Đây là Cuadrado mở bóng thoáng không được, một pha tranh chấp không thành công. Tìm bạn mới vào trận nhưng mà đã bị ngợp với bàn thắng đầu tiên của Scamacca. Đây là Mbappe, khoảng trống mênh mông nguy hiểm. Mbappe rất may trong tình huống vừa rồi, Mbappe của tìm bạn đã sút ra ngoài trong tình huống vừa rồi. Đây là Dida, rồi Bartoli. Đây thì trận đấu này thì mình sử dụng toàn bộ những cái cầu thủ đang thi đấu tại giải Ý nhé các bạn ơi. Từ huyền thoại cho đến là những cái cầu thủ Brejovic, toàn là những cầu thủ đang đá tại giải Ý thôi. Musa không được. Những pha, một pha như vậy đã có pha phạm lỗi với team bạn. Dinamarca làm gì? Messi mở bóng rất hay. Molina tạt bóng, không chiến thắng được Tomori trong tình huống vừa rồi. Neymar đã bị Cota cản phá thành công. Đây là Pellegrini rất thoáng. Cuadrado mở bóng lên hơi vội trong tình huống vừa rồi. Paredes, Mbappe, Messi, những pha phối hợp nhịp nhàng của team bạn không qua được sự truy cản đến từ vị trí của Bartoli. Scamacca với cái chiều cao 1m95 có những cái bộ skill về đánh đầu, skill về dứt điểm tư thế khó, skill về sút một chạm hay skill về super sát. Một pha phạm lỗi rất nguy hiểm đến từ Tomori,
Vừa rồi là một pha chơi bóng và mình cũng nghĩ rằng đã phải chịu một quả phạt đền. Như vậy là Messi đã đánh lừa được Tite thì bạn đã có bàn thắng gỡ hòa trong tình huống vừa rồi. Đây là Di Marco. Ra phe nào? Kỹ thuật qua người. Qua người, qua người. Không được, Molina đã bắt bài. Nhưng mà vẫn có một quả ném biên cho team nhà. Đây là Di Marco. Các bạn đã quay ra những con hàng nào ở cái box các cầu thủ của câu lạc bộ Atalanta? Một pha đá bàn với cái siêu phẩm sẽ đạp chồng ngược tới từ Scamacca. Các bạn xem lại tình huống làm chậm này, bóng rất cây nêu, sau đó một pha dứt điểm tư thế khó với một pha đá bàn bằng tư thế sẽ đạp chồng ngược của Scamacca. Một cú đúp cho Scamacca, một siêu phẩm đã được vẽ ra trong trận đấu này đến từ Scamacca. Scamacca đang đá quá hay quá trái trong trận đấu này các bạn ơi. Các bạn đã quay ra Scamacca chưa? Với cái style chơi đó là Takeman thì các bạn biết rồi, style chơi của Takeman thì cầu thủ với một cái chiều cao tốt của con hàng tiền đạo này thì có thể là vừa làm tường cũng như là vừa kiến tạo và cũng có thể là vừa ghi bàn nữa. Và các bạn đã thấy rồi, Scamacca trận đấu này thì đã có 2 bàn thắng rồi. Cota, Di Marco. Tiếp tục là những pha bình tĩnh xử lý bóng. Musa, đây là Pellegrini chuyền cho Scamacca. Rafael kiến tạo không được, Musa băng lên nhưng mà không đón nhận được đường chuyền từ Scamacca. Đây là Molina, team bạn đang sử dụng back Argentina từ những mùa trước. Rồi một pha ném biên Molina. Scamacca thì các bạn có thể nhắc thêm một số skill double tut qua người cho mượt, hay skill về đảo chân, hay những cái skill về sút nữa, chẳng hạn như là long răng sút tinh, hay những skill về di sinh sút chẳng hạn. Như vậy là hiệp 1 cũng đã kết thúc với tỷ số là 2-1. Team bạn đã có một pha đá bàn tới từ quả penalty mà Tomori đã phạm lỗi với Neymar Messi trong vòng cấm. Và Scamacca đã có một cú đúp. Hiệp 2 thì sẽ có những bàn thắng nào được ghi thêm hay không? Đây là Cuadrado, bình tĩnh rồi thoáng. Benedini, Scamacca không được. Hai cầu thủ thiên bản đã áp vào. Như vậy là đã chịu quả phạt. Di Marco, một đường cong đã được vẽ ra. Một pha làm bàn, một pha cầu vòng không có tuyết. Đây là thời tiết không có tuyết các bạn ơi, chứ không thì đã thành cầu vồng tuyết giống như Quang Hải rồi. Một pha sút phạt đẳng cấp của Di Marco, team bạn phạm lỗi và sau đó là một pha làm bàn tới từ quả sút phạt rất đẹp mắt từ Di Marco. Di Marco là một hậu vệ cầu thủ rất hay của câu lạc bộ Inter Milan và mình đã sử dụng rất nhiều. Đây là Di Maria, không được. Team bạn có vẻ nóng vội rồi. Đây là Messi, tiếp tục một pha nhồi bóng vào, không có gì nguy hiểm cả. Đây là Cota, De Bruyne, team bạn đang cố gắng lấy lại thế trận. Mbappe, hai cầu thủ đã kẹp thành công. Scamacca mùa này vô địch Europa League với lại câu lạc bộ Atalanta. Và hy vọng rằng mùa sau thì Scamacca cùng với lại câu lạc bộ Atalanta sẽ làm nên những cái câu chuyện thần kỳ khác. Đây là Musa. Và trong trận chung kết Europa League thì Lookman mới là cầu thủ tỏa sáng với một cú hat-trick vào lưới của Leverkusen thì không phải là Scamacca. Một pha bật không cao nhưng mà cũng đã chạm vào bóng của Scamacca nhưng mà không có gì nguy hiểm cả. Di Marco với 1m95 thì bạn đã như vậy là đã có bàn thắng cho Pellegrini. Tiếp tục là một pha dứt điểm tới từ vị trí của Scamacca, sau đó thì thủ môn thì bạn oi bóng ra và Pellegrini đã có mặt đúng lúc để đẹp bóng tung lưới thủ môn thì bạn. Như vậy là 4-1 trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng thứ tư rồi thì bạn vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng cơ hòa. Bạn ơi, nguy hiểm, như vậy là Antoine Griezmann của team bạn đã có bàn thắng để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Đây là Kahanoglu, Gravia. Mình đã có một số sự điều chỉnh các bạn ơi. Pellegrini đã đuối rồi và đã đèn đỏ rồi, gần như là thể lực đã hết rồi.
Gravia Sakamaka thì thực ra thì con hàng này các bạn sưu tầm, sau đó các bạn chơi trải nghiệm nhé. Còn mình nghĩ rằng đeo danh chắc cũng không nhiều anh em và không nhiều các bạn sử dụng cái con hàng này. Di Marco thoáng quá, rất tốt, một pha chuyền vào cho Gravia. Gravia kiến tạo cho Ozini Olazini. Tạt bóng, Sakamaka bắt cao đánh đầu. Đã có bàn thắng tiếp theo cho Sakamaka. Như vậy là đã có một cú hat-trick cho Sakamaka các bạn ơi. Một pha phản công mẫu mực đến từ team nhà. Thì bạn phá góc không thành công. Sau đó thì Tim Marco đã có bóng và chuyền về cho Gralia. Sau đó Gralia đã chuyền ngược lên cho Ozisini. Sau đó thì Ozisini đã rất nhanh, tốc độ rất tốt khi mà anh mới vào sân từ hiệp 2. Và một pha tạt bóng thực sự là chuẩn xác, và cái chiều cao tốt của Skamaka đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ team bạn. Và Skamaka đã có bàn thắng thứ 3, cũng là một cú hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay, nâng tỷ số lên 5-2. Một trận đấu rất hay của Skamaka. Tốc độ không phải là điểm mạnh của Skamaka. Tốc độ của Skamaka chỉ ở mức 78 thôi, và tăng tốc chỉ trên 8 một chút thôi. Nhưng mà khả năng chọn vị trí rất tốt của Skamaka, sau đó là khả năng nhận thức tấn công, khả năng di chuyển, khả năng bật cao đánh đầu và khả năng dứt điểm cũng không phải là điểm tệ của Skamaka, không nói là quá tốt của Skamaka. Như vậy là team bạn đã đưa bóng vào cột dọc rồi. Có vẻ như team bạn ngày hôm nay hơi đen các bạn ơi. Di Marco phút thứ 89 rồi, và trận đấu này có 6 phút bù giờ. Một trận thi đấu thành công của Skamaka cùng với câu lạc bộ Atalanta khi mà anh đã có một cú hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận thi đấu quá hay, quá xuất sắc. Như vậy là đã có pha phạm lỗi rồi. Đây là Antoine Griezmann tiếp tục một pha nhồi bóng vào nhưng mà không cho ai của Antoine Griezmann. Các bạn đánh giá như thế nào về con hàng Skamaka này? Còn mình thì mình thấy rằng Skamaka mang hai quá là ưu việt ở cái khả năng đánh đầu, khả năng bật cao để làm tường, như khả năng gọi là săn bàn của Skamaka. Một con hàng tương đối là cháy các bạn ơi. Các bạn có thể là sử dụng và chơi và trải nghiệm con hàng này nhá. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. 8,5 điểm, số điểm cao tuyệt đối của Skamaka trong trận đấu ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và xin mời các bạn xem lại những tình huống làm chậm, những tình huống quay chậm, những bàn thắng, những pha kiến tạo những tình huống nguy hiểm của trận đấu ngày hôm nay nhé. Xin chào các bạn. We'll be right back.